gì vậy? Nút kiếm hả? Đập cái chỗ thế giới luôn mày. Dạ bây giờ em sẽ biểu diễn nút kiếm cho quý vị xem nha. Cái kiếm này đó là từ trên cuốn họng mà nó chỗ xuống tới hậu môn luôn quý vị. Nút kiếm mà sát dồn quý vị ơi. Ai bẻ xong cái kiếm này luôn rồi sao nút. Dỗ tay quý vị ơi. Đây là tiết mục với cái chắn thành hình nha quý vị, họ thôi là thành chữ gì đó cũng không biết.
là chỉ biểu diễn một cái bạn thôi. Bây giờ em sẽ cắt lên thêm một cái bạn nữa. Và em vẫn dùng miệng để thăng bằng hai cái bạn này nha. Quay đi lại.
để phân mặt hai cái hình của sướng. Dùng một cái chống qua vòng vòng đó nhé. Đây, và bây giờ em sẽ đổi chống nha quý vị. Ăn bằng cái chống trên đầu. Đấy, dỗ em đi đây. Và bây giờ để thách thức em sẽ dùng một cây đuôi chống nha. Để mình hướng chính hồi chống là hướng ba hồi. Dạ đây là hồi chống thứ hai à. Dạ đây là hồi chống thứ ba. Okay.
thương của quý vị dành cho nó sẽ có nhã biểu diễn cho quý vị xem tiết mục cuối cùng là tiết mục gì đây. Bây giờ này chắc tính nước lửa lam hay gì nào. Đấy cắt cho quý vị xem lửa lam bén nha. Đó cắt lá bài đó quý vị. Cắt nước lá bài hết luôn đúng không ai. Bây giờ làm gì đây. Rồi nước cái lửa lam thì quý vị ơi. Thank you.
này là biểu diễn cho quý vị xem nha quý vị. Nó có nuốt luôn, nó nuốt rồi nó lấy ra, nuốt luôn là chết đó. Chúc cho bà cô bác gian ăn được dồi dào sức khỏe và xin hết.